Tuyến Audio xin kính chào toàn thể anh em. Hôm nay Tuyến lại tiếp tục lên video giới thiệu cho anh em đến ba con âm ly rất gấu rất khủng để cho anh em có thể là tiện lựa chọn phối ghép với lại những đôi loa gia đình mình đang có nhé. Thì đầu tiên thì Tuyến giới thiệu luôn anh em đến một con âm ly đến từ Mỹ nha các bác nhá. Dòng này dòng Quadrafix 979. Nói chung là cũng là một model cao cấp của Quadrafix rồi. Dòng 979 này thì thiết kế rất là đẹp mắt, toàn bộ là thiết kế là một màu trắng tinh và có hai đồng hồ vu cho hai kênh, và ở bên này thì đồng hồ của radio rất là đẹp, và hơn nữa là con này nó là dòng Mỹ nên là radio của nó full 108 các bác nhá. Toàn bộ núm miếng là màu trắng tinh rất là đẹp, núm còn đẹp cáo cạnh luôn. Các bác nhìn toàn bộ rất là đẹp luôn. Đó. Và em nói luôn là con này thì nó cũng ngang ngửa với lại dòng 8080 của Sansui các bác nhé. Ưu điểm của nó là nó có chỉnh dàn mic. Đó. Nó hơn nhau là có chỉnh dàn mic này. Đấy, bass, trung, chép. Đấy, nó chỉnh đều ba giải nên là cho chất âm rất là hay, và con này công suất rất lớn. Đây là cần nâu nớt nhé, mà nâu nớt thì nó lại không phải là một chế độ như những dòng thông thường, mà nó là hai chế độ nâu nớt nhé các bác nhé. Các bác có thể chơi chế độ 1 và chế độ 2 tùy các bác, tùy tai nghe các bác phối ghép làm sao cho nó hợp lý. Và cái đặc điểm của cái dòng Mỹ này thì cái công tắc nguồn thì nó lại nằm chung lại volume nên là rất an toàn. Khi các bác không sử dụng nữa thì các bác tắt nguồn thì đồng thời là mình giảm nhỏ hết volume, rất là tiện. Đấy là cái ưu điểm đặc trưng của dòng Mỹ. Thì con này thiết kế vỏ gỗ rất là đẹp luôn. Đó, vỏ gỗ rất là đẹp. Con này công suất là lên đến 400W các bác nhé. Điện 120V công suất 400W, đánh hai cầu A và B. Đó, ở đây là đít đáy của nó rất là đẹp luôn. Hơn nữa là con này đánh 4 sọ sắt. Đấy, công suất rất lớn. Dòng này là nó lại đều là đánh chung 4 sọ ngược chứ không đánh xuôi ngược như dòng thông thường, nên là chất âm của nó rất là có cái điều đó rất là đặc trưng của Quadrafix. Chất âm của nó khá là hay, tụ nọc nguồn toàn dòng tụ cao cấp, tụ trắng tinh nhé, toàn bộ tụ trắng là rất là đẹp mắt, đúng chất cổ. Đấy, khung sườn sassy còn cực kỳ đẹp luôn. Cái này nó xỉn theo năm tháng nhưng mà nó không bị han ố hay bất kể bị làm sao. Mà đặc trưng là dòng Mỹ thì cái sassy của nó làm hơi tối màu chứ nó không làm sáng màu như những dòng là âm ly Nhật. Đó, con này công suất 400W và đánh hai cầu A và B rất là đẹp mắt luôn. Quadrafix model 979. Và em nói luôn là con này đánh từ 4 cho đến 16 ohm các bác nhé. Đó. Con này là rất là dễ phối ghép này. Rất là đẹp. Tình trạng đẹp xuất sắc luôn. Điện 120V. Đó. Đánh hai cầu A và B. Radio full 108. Con này thì những dòng này đời này thì đa số nó lại lắp ráp tại Nhật các bác ạ. Lắp ráp tại Nhật. Đó. Cực kỳ đẹp. Thì em cũng báo giá luôn con Quadrafix 979 này, em để cho các bác với giá là 10.500.000 đồng các bác nhé. 10.500.000 đồng con âm ly receiver Quadrafix 979. Rất là đẹp luôn, một con số cũng đã rất là ấn tượng rồi. Nhìn con số nói lên tất cả. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn, mặt đập đẹp cáu cạnh luôn. Chỉ có 10.500.000 đồng, chưa bằng con 7800 mà chất âm hơn hẳn, vượt trội hơn rất là nhiều. Con này đánh như tốt những dòng loa Nhật, loa châu Âu, Mỹ, Sequin Vega thì hết thuốc luôn. Đấy. Và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một model của Nhật, dòng Sansui D907X. Dòng này cũng là dòng hết số của dòng X. Thì sau đời X này bắt đầu là nó chuyển sang đời 907 Decat các bác nhé. 907 Decat thì nó khác biệt cái con này là thêm hai cái chỉ vàng, còn lại toàn bộ máy là thiết kế giống nhau. Và cũng chạy 8 sò san ken đúng như nhau các bác nhé. Con này cũng chạy đúng 8 sò san ken, kể cả cánh tòa Nhật. Nhưng mà con này, những dòng này thì những model này được cao cấp hơn là khung sườn mạ đồng 100% các bác nhé. Khung sườn mạ đồng 100%, trên dưới mạ đồng vàng chóe luôn.
Đó, các bác nhìn này, trên dưới mạ đồng cực kỳ đẹp luôn, đít đáy mạ đồng rất là đẹp luôn. Nên là thể hiện độ cao cấp của nó. Đó. Những dòng này đây, D907 công suất là 370W, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Đó, những dòng này mà quậy Queen Vega thì nó là châm hết rồi. Và đặc biệt là các bác có thể đánh được nhiều dòng loa, và các bác xem này, bộ nguồn của nó dùng nguồn xuyến và bốn tụ nọc nguồn cực kỳ khổng lồ luôn. Rất là to, cao. Đấy, các bác nhìn nhé, con tụ nó dài mười mấy phân. Đấy, mà rất là to, chơi hẳn 4 con. Đó, con này công suất 370W, chạy 4 nguồn xuyến, mặt mũi đẹp, xuất sắc luôn. Em nói là mặt mũi của nó là cực kỳ là đẹp luôn. Đó, các bác nhìn nhé, hàng đẹp như mới tinh luôn. Từ má gỗ này, các bác nhìn má gỗ này, rất là đẹp luôn. Đấy, cái này là bụi bẩn thôi, chứ còn là em chưa lau chùi mà nó đã đẹp như này rồi. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Nó chỉ thua con XD-CAT là hai cái chỉ vàng các bác nhé. Đấy, các bác cứ yên tâm là con này nó chỉ thua mỗi hai cái chỉ vàng thôi, còn nó không thua cái gì cả. Nó đúng như con 907 XD-CAT, nhưng mà nó khác biệt là nó không có chỉ vàng. Nên là cũng vì đó mà nó cũng bị trừ đi mất mấy triệu so với lại con có chỉ vàng. Các bác mua con này thì nó cũng rẻ đi được mấy triệu, mà chất âm thì nó cũng không thua kém gì nhau các bác nhé. Đó, con này thì cần chỉnh bát chét thì nó này sử dụng hai giải tăng giảm, rất là tiện, mặt rất là đẹp. Cái này các bác phối ghép đừng nhiều dòng loa. Yeah, em cũng báo giá luôn con AUD907X này, em để cho các bác với giá là 12 triệu đồng nhé. 12 triệu đồng con AU907 khủng long này. Đấy, dòng hết số quả dòng X. Đó, 907X. Dòng hết số. Đấy, khung sườn đẹp xuất sắc luôn. Em bao zin bao đẹp cho các bác, để cho các bác với giá chỉ 12 triệu đồng con này. Đó, cực kỳ chất luôn. Rẻ hơn so ít được cắt được mà mấy triệu, mà chất âm thì cũng không thua kém gì. Đó, và tiếp theo em giới thiệu các bác đến một model của Pioneer. Dòng này thì cũng là quá quen thuộc, em bán cũng rất là nhiều dòng này rồi, em về đến đâu là cũng hết đến đấy. Thì con này có model là Pioneer SX838 nha. SX838. Đó, con này đặc trưng là nó đánh 4 sò sắt. Dòng này đánh 4 sò sắt và đánh 3 cầu ABC. Đó, công suất thằng này thì nó là hàng điện hàng Mỹ, nên là nó công suất nó chỉ đề là 250W thôi. Nhưng mà nó đánh nó cũng đúng như, nó chỉ khác biệt là cái dòng 370W là khác mỗi cái biến áp thôi, còn toàn bộ là giống nhau nhé. Đấy, vỏ là đè nguyên bản, là vỏ zin nguyên bản, là đẹp xuất sắc luôn. Đấy, em tháo ra cho các bác. Đây, các bác nhìn máy móc của nó là cực đẹp, và đánh 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ này, các bác nhìn rõ nhé. Đó, sắt còn sò còn nguyên chấm của nhà sản xuất luôn, em bao zin tuyệt đối luôn cho các bác nhé. Đấy, mỗi một con sò nó có một cái chấm đen riêng biệt của nó. Đó, Toshiba chữ đỏ. Đấy, sò đây này các bác này, đây là bụi nhé, em chưa lau này. Đấy, em lau đi là nó sáng quắc đẹp toàn luôn này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Và thiết kế hai tụ nọc nguồn cực kỳ to, biến áp rất lớn, công suất 250W, nhưng mà đánh tốt tất cả những dòng loa bass 30-40. Đó, sassy cực kỳ quần trắng phau luôn, rất là đẹp, hàng đẹp xuất sắc luôn. Con này em bao zin tuyệt đối cho các bác nhé, các bác yên tâm này, em bao zin tuyệt đối cho các bác. Bởi vì những hàng công Mỹ về thì nói chung là máy của nó thì rất là đẹp rồi, nên là không còn gì phải bàn cãi. Đó, các bác nhìn từ cái bộ núm này. Đó, em quay rất chậm để cho các bác tiện xem luôn. Đấy, bên em là cứ các bác cứ được xem chi tiết từ nội ngoại thất, không thiếu cái chỗ nào luôn. Các bác có cái điểm gì thì các bác nhìn được rõ luôn. Đấy, từ đít đáy này, không có rôm rỉ bất kể một chỗ nào các bác nhé. Đánh 3 cầu ABC nhé, đánh từ 4 cho đến 16 ohm các bác nhé. Đó, đánh từ 4 cho đến 16 ohm. Con này rất là tiện. Đấy, anten. Và đặc biệt có cả cầu chữ U, các bác có thể làm rebound nhé. Rebound rất là tiện. Hoặc là các bác lắp equalizer, rất là tiện.
Đấy, các bác phối kép equalizer vào đít rất là ok luôn. Thì em cũng báo giá luôn, con Pioneer Modern SX838 này em để cho các bác với giá là 12.500.000 đồng nhé. 12.500.000 đồng con Pioneer SX838 này, vẫn như giá mọi khi em bán đó, và em bao zin bao đẹp tuyệt đối cho các bác. Thì hôm nay em chủ nhật thì em chỉ quay gửi tới các bác ba con rất là gấu khủng này. Các bác nào có nhu cầu mua hàng thì cứ liên hệ cho em Tuyến theo số điện thoại của em là 0917838969 nhé. Địa chỉ của em ở Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định. Số Zalo của em là 0129984869. Đó, toàn bộ hàng đẹp xuất sắc luôn, hàng công Mỹ. Ở đây là có hai con hàng Mỹ về và một con này là hàng nội địa Nhật các bác nhé. Đó, các bác nào nhu cầu thì cứ liên hệ cho em để em tư vấn. Và các bác mua hàng thì vui lòng cọc trước cho em tối thiểu 10% giá trị sản phẩm nhé. 10% giá trị sản phẩm để em ship hàng. Và em cái giá em vừa báo trên này em nói luôn là em chưa bao gồm phí ship các bác. Đó. Và em xin phép được dừng video tại đây. Các bác nào chưa đăng ký kênh của em thì nhớ nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo để có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm thích hợp các bác nhé. Và em xin chào các bác.